Alo, xin chào các bạn. Mình đang có cái con iPhone 7 Plus màu hồng mà nhìn khá là đẹp nè các bạn. Trời, rớt con nào mà bể kiến rồi. Thôi kệ nó các bạn ha. Thì giờ mình cứ ghim vô máy tính mình kiểm tra, mình coi nó iOS mấy, mình tiến hành mình bypass cho khách hàng nha các bạn. Còn cái vụ bể kiến thì tính sau ha. Con này 15.7.5 nè. Thì lúc trước mình bypass Hello á. Đây mình thường thường backup cái file Hello nè. Giờ mình không cần luôn. Rồi bonus gì boot trăm đít rườm rà nè các bạn, bỏ luôn. Bây giờ hiện tại mình chỉ cần gia red thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình gia red cho nó nha. Gia red thì trên kênh mình cũng có một video làm gia red khá là chi tiết á, các bạn rảnh thì các bạn xem giúp mình. Rồi để mình mở mấy cái tab, mở cái device manager lên cho các bạn dễ nhìn cho lúc mà cái tool nó hoạt động nó chạy ha. Này mình hướng dẫn khá là chi tiết, các bạn từ từ các bạn xem. Rồi cái WinRAR á mình mở lên thì cái mục đầu tiên là nó kết nối với cái máy nè. Rồi chiếc ra iOS thấp nè. Cái này iOS 15 thì mình chạy cái chiếc ra 0.13. Rồi bấm net là nó sẽ tự động đưa cái máy về chế độ recovery. Rồi trên tool á nó sẽ hiện lên cái bước mà nó kêu mình đưa vô chế độ DPU á. Thì mình đưa vô chế độ DPU. Cái này là tool nó ra red one lit trên Windows luôn nha các bạn. Mình bấm là tự động cái tool nó hoạt động thôi, mình không cần làm gì nhiều ha, không cần tạo UB boot như lúc trước luôn nha các bạn. Rồi giờ mình vô chế độ DPU nè, các bạn bấm start, rồi nguồn dữ volume trừ, rồi khi mà cái bảng thông báo nó cái dòng số 3 nó chớp đèn á thì các bạn bu phím nguồn dữ volume trừ là được ha, là tự động nó vô DPU chính xác thôi. Rồi mình đợi nó vô chế độ DPU là cái tool nó sẽ load, nó sẽ kiếm cái driver, rồi nó sẽ khai thác cái lỗ hổng gì của ZM8 nè các bạn. Cái này thì về code thì mình cũng rành ha. Còn các bạn nào có cái cách nào gia red nó hay hơn á, nó dễ hơn á, thì các bạn để lại bình luận bên dưới á, cho anh em cùng biết nha. Rồi nó đang dò driver. Khi nó chạy là nó đang, nói chung nó chuyển driver từ driver USB á lên cái list OK á các bạn. Rồi nó cài thành công á. Thì cái bảng câu lệnh trên điện thoại nó sẽ chạy chữ ha. Rồi nó báo thành công nè, khai thác cái lỗi gì thành công nè các bạn. Nói chung như vậy là gia red thành công á. Rồi gia red thành công thì chút nữa mình mở lại cái bao tool đó, mình test coi thử nó báo gia red thành công chưa, mình mở cái tool mình bypass nha các bạn. Rồi vô menu nè. Xin lỗi các bạn, cái này chưa, cái này cũng còn màn hình hello thôi, mình mới có gia red nó là bước 1 thôi, chút nữa mình mà bypass nha. Rồi mình mở cái bao tool coi thử nó có báo gia red chưa. Rồi tool nó, bao tool nó chưa có báo đâu các bạn, thì các bạn rút ra, rút ra ghim lại coi thử nó báo chưa ha. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi, gia red thành công nè, nó đã báo là gia red thành công nè. Giờ mình tiến hành bypass hello cho nó. Thì bypass hello á thì hiện tại thì tool nó cũng khá là nhiều các bạn, thì hôm nay mình làm cái tool 18 lock ha. Tool này admin để update lên phiên bản mới rồi các bạn, các bạn chỉ cần gia red thôi, mình bấm one lit là tự động nó chạy bypass thành công rất là nhanh. Còn này bản 7 lút 15.7.5. Rồi các bạn điều hướng qua cái tab gì nè. Là cái tab Jared nè các bạn, bypass cho máy Jared. Mình không có cần boot RAM disk nha, không cần boot RAM disk như lúc trước nha. Máy Jared thành công thì mình bấm cái phần bypass hello gì nè các bạn, 12 đến 16. Rồi các bạn bấm cho cái tool nó chạy thôi. Nó tuy rất là nhanh nha các bạn. Thì các bạn nhớ là cái bản global đó. Thì mình có không có cần cái xài sim pin nha. Rồi mình đợi nó active thôi. Nhớ là cái bản global nè, thì mình không có cần xài sim pin. Bản global nó là mình active một phát là nó vô trong luôn các bạn, không có cần sim pin gì như cái bản VPN nha. Rồi nó báo successful nè, thành công. Rồi mình đợi cái máy khởi động lại, mình vô menu mình test những cái chức năng, nhập ID Apple, các bạn tải game hay các bạn làm gì làm nha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.